các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 của Anh Ngữ Gym. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Communication của Unit 9, Natural Disasters nhé. Đối với phần Communication, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ được thực hành chia sẻ và phản hồi những tin tức xấu, nhận biết một số loại thiên tai trong những tình huống khác nhau và tìm hiểu những kiến thức khác về thiên tai như nguyên nhân, nguồn gốc và các thang đo lường của thiên tai. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào với hoạt động đầu tiên. Chúng ta có một đoạn hội thoại bên dưới. Nhiệm vụ của chúng mình sẽ là listen and read, nghe và đọc lại đoạn hội thoại này. Và chúng ta sẽ chú ý đến những dòng được in đậm. Pay attention to the highlighted sentences. Nội dung của phần tiếng Anh hàng ngày trong bài này đó là chia sẻ và phản hồi về những tin tức xấu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe đoạn audio và chú ý đến những phần được in đậm nhé. Unit 9. Natural Disasters. Page 96. Communication. Everyday English. Giving and responding to bad news. Activity 1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to the highlighted sentences. Thong, why are you so sad? My grandparents called this morning. A flood destroyed their house. I'm sorry to hear that. It also damaged all of their crops. That's awful. I hope your grandparents are safe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại đoạn hội thoại này thôi nào. Ở đây thì chúng ta có bạn Mark và bạn Phong. Nội dung của đoạn hội thoại này đó là việc bạn Phong thông báo với bạn Mark một tin buồn, đó là ở nhà ông bà bạn ấy thì có một trận lũ lụt. Phong, why are you so sad? Phong, sao bạn buồn vậy? My grandparents called this morning. A flood destroyed their house. Ông bà tôi đã gọi vào sáng nay. Một trận lũ đã phá hủy nhà của họ. I'm sorry to hear that. Tôi rất tiếc khi mà nghe thấy điều đó. It also damaged all of their crops. Nó cũng làm hỏng toàn bộ vụ mùa của họ. That's awful. I hope your grandparents are safe. Điều đó thật tồi tệ. Tôi hy vọng rằng ông bà của bạn an toàn. Bạn Phong thì thông báo với bạn Mark một tin khá là buồn, đó là nhà của ông bà bạn ấy đã bị một trận lũ phá hủy đúng không? Và cả những vụ mùa cũng bị hư hại nữa. Và đây cũng chính là một cái tin xấu mà bạn Phong đã đưa ra. Vậy chúng ta sẽ cùng xem bạn Mark phản hồi như thế nào nhé. Chúng ta sẽ cùng xem những đoạn được in đậm này. Ở đây là lời của bạn Phong, đó chính là bạn ấy đang đưa ra tin xấu đúng không? Và bạn Mark phản hồi lại, I'm sorry to hear that. Từ sorry ở đây thì chúng ta không dịch theo nghĩa là xin lỗi, mà chúng ta sẽ dịch theo nghĩa là tôi rất buồn hoặc là tôi rất lấy làm tiếc khi mà phải nghe thấy điều đó. Được chưa ạ? Rồi, và sau đó thì đây cũng là một tin xấu nữa này. Và bạn Mark thì đã phản ứng lại, đã đưa ra cảm xúc của mình đúng không? Đó là nó thật là kinh khủng, nó thật là tồi tệ. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đã được xem cách mà bạn Phong và bạn Mark đưa ra và phản hồi về những tin xấu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vận dụng để thực hành chia sẻ và phản hồi lại các tin xấu trong những tình huống sau. Ở bài tập số 2 thì chúng ta sẽ có hai tình huống. Và từ cái đoạn hội thoại mà các em đã vừa được nghe và đọc ở hoạt động trước thì chúng ta sẽ tương tự như vậy, đó là chia sẻ và phản hồi những tin xấu trong tình huống này nhé. Tình huống đầu tiên, you have a friend in a mountainous area. A landslide destroyed his family's garden yesterday. You share this news with your classmate. Bạn có một người bạn thì sống ở vùng núi này. Một vụ sạt lở đất thì đã làm hư hại vườn nhà anh ta vào ngày hôm qua. Và bạn chia sẻ tin tức này với các bạn cùng lớp. Khi ở trong tình huống này thì các em có thể chia sẻ và phản hồi thông tin như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ cùng áp dụng đoạn hội thoại giữa bạn Phong và bạn Mark mà mình vừa đọc và nghe ở bài vừa rồi nhé. Cô sẽ đưa ra cho các em một đoạn hội thoại mẫu như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chia sẻ cái tin xấu đấy này. Giving bad news. Do you know my friend who lives in the mountainous area? A landslide destroyed his family's garden yesterday. Bạn có biết một người bạn của tôi sống ở trên vùng núi không? Một trận lở đất thì đã phá hủy vườn của gia đình cậu ấy vào ngày hôm qua. Và khi mà nghe được những tin xấu này thì bạn B sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Oh no, that's terrible. Is everyone okay?
Ôi không, thật là khủng khiếp, mọi người có ổn không? Đó, khi mà mình nghe được một tin xấu, khi mà mình nghe một người bạn chia sẻ về một tin xấu này, thì mình có thể respond to bad news, mình có thể phản hồi những cái tin xấu đó bằng cách là mình đưa ra cảm xúc của mình này và sự quan tâm, đúng không ạ? Nó thật là kinh khủng và mọi người thì có sao không? Mọi người thì có ổn không? Thankfully, they're all safe. I hope they aren't too upset. May mắn thay là họ đều an toàn và tôi hy vọng rằng họ không quá buồn. Sang tình huống thứ hai này. You hear that a big earthquake hit the city. You share this news with your classmate. Bạn nghe nói rằng một trận động đất lớn thì đã xảy ra ở một thành phố này và bạn chia sẻ thông tin này với các bạn cùng lớp. Tương tự như vậy, mình có thể chia sẻ thông tin này như sau. Have you heard about the big earthquake that hit the city? Bạn đã nghe về vụ động đất lớn đã đổ bộ vào thành phố chưa? Sau đó thì mình sẽ phản hồi cái tin tức đó như sau. No, what happened? Không, có chuyện gì xảy ra thế? It was quite serious. Many buildings were damaged and there was a lot of chaos in the nearby areas. Nó khá là nghiêm trọng. Rất nhiều tòa nhà thì đã bị phá hủy và có rất nhiều vụ hỗn loạn ở các khu vực gần đó. Và đó chính là phần tiếng Anh giao tiếp mà các em được học ngày hôm nay, đó là chia sẻ và phản hồi về những tin tức xấu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo nhé. Ở hoạt động thứ 3 này thì chúng ta sẽ được tìm hiểu một số kiến thức về thảm họa tự nhiên. Và bài tập thứ 3 thì yêu cầu các bạn là read the short passages below and decide which natural disaster each person below is talking about. Bài tập thứ 3 thì đưa ra cho các bạn một số đoạn văn ngắn và sau đó là chúng ta sẽ đọc đoạn văn này và xem thử xem các nhân vật ở đây thì đang nói về, đang đề cập đến thiên tai nào. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ dựa vào ngữ cảnh để đoán cái thiên tai đó là gì nhé. Bạn Nam này. We were traveling on the road near a mountain. Suddenly, a lot of rocks and mud came down the mountain. Chúng tôi thì đang đi trên con đường gần một ngọn núi và đột nhiên rất nhiều đá và bùn rơi từ núi xuống. Ở đây thì chúng ta có những cái từ khóa, những cái keyword như sau. Đó là gì? Mountain này. Và rocks và mud. Núi và những tảng đá và bùn. Núi, đá và bùn thì nó gợi nhắc cho chúng ta đến cái thảm họa tự nhiên gì nhỉ các em nhỉ? Đúng rồi, đó chính là sạt lở đất. Landslide. Bạn An này. While I was working in the garden, I saw a big funnel of wind moving towards us very quickly. Khi mà tôi đang làm việc ở vườn, thì tôi nhìn thấy một cái phễu gió di chuyển về phía chúng tôi rất là nhanh. Ở câu này thì mình thấy có những keyword là gì nhỉ? Đó chính là big funnel, cái hình phễu lớn này, và wind, gió, và gì ạ? Quickly, rất là nhanh. Khi mà gió di chuyển trong một hình phễu và rất là nhanh thì lúc đó đang xảy ra thiên tai gì? Đó chính là tornado, lốc xoáy đúng không ạ? Rồi, và bạn Tom này. Suddenly, everything in our living room began to shake. My sister and I quickly hid under the table. Đột nhiên thì mọi thứ ở trong phòng khách của chúng tôi bắt đầu rung chuyển. Chị tôi và tôi thì nhanh chóng trốn dưới gầm bàn. Ở đây thì chúng ta có một cái thiên tai mà nó gây ra sự chấn động đúng không? Sự rung động, shake. Và từ này thì cho chúng ta biết được rằng thiên tai được nhắc đến chính là động đất, earthquake. Alright. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo. Hoạt động này thì sẽ kiểm tra chúng ta những kiến thức thực tế về những thảm họa tự nhiên. Choose the correct answer to each question to see how much you know about natural disasters. Để làm được bài tập này thì các em cần phải có một vốn hiểu biết, vốn kiến thức thực tế về thảm họa tự nhiên. Câu 1 này, which of these may cause landslides? Cái nào gây ra sạt lở đất? Câu 2, which of these activities may cause landslides? Hoạt động nào thì dẫn đến sạt lở đất? Câu 3 này, what scale is used for measuring earthquakes? Đơn vị nào thì được sử dụng để đo lường động đất? Câu 4 này, what natural disaster can an earthquake cause? Thảm họa tự nhiên nào thì có thể được gây ra bởi một vụ động đất? Câu 5, what do tornadoes form from? Lốc xoáy thì được hình thành từ gì? Và cuối cùng, where do tornadoes mostly happen? Lốc xoáy thì thường xảy ra ở đâu nhiều nhất? Bây giờ thì chúng ta sẽ tự làm bài tập này để kiểm tra vốn kiến thức thực tế của mình về thảm họa tự nhiên nhé.
Alright, 3, 2, 1. Câu 1 chúng ta sẽ chọn A, that's right. Những cơn mưa lớn chính là nguyên nhân gây ra những vụ sạt lở đất đúng không? Câu 2 chúng ta sẽ chọn, đúng rồi, khi mà cây cối bị chặt thì sẽ khiến cho đất đá không thể giữ lại, nên sẽ dễ dẫn đến sạt lở. Câu 3 chúng ta sẽ chọn C, thang đo Richter hay là đơn vị Richter thì được dùng để đo cường độ của các trận động đất này. Ở đáp án A và đáp án B, đó là độ F và độ C, thì nó sẽ được dùng để đo nhiệt độ đúng không? Câu 4 các bạn sẽ chọn B, the landslide. Động đất thì gây ra do các sự xáo trộn trong lớp đất đá, nên thì nó có thể dẫn đến sạt lở. Câu 5, mình sẽ có đáp án là C, đúng không ạ? Lốc xoáy thì được hình thành từ những cơn mưa dông, do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Và câu 6, chúng ta sẽ chọn đáp án A, in the USA, ở nước Mỹ đúng không các em? Lốc xoáy thì thường xảy ra ở Mỹ, và ở Anh cùng với ở Việt Nam thì sẽ ít xảy ra. Vì điều kiện tự nhiên ở Anh và Việt Nam thì không thích hợp để lốc xoáy có thể hình thành như là ở Mỹ, nên chúng ta sẽ chọn đáp án A. Và đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên subscribe và đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video giải sách giáo khoa tiếng Anh thú vị và bổ ích nào của anh Ngữ Jim nhé. See you soon!